Minh được Tử Vi rất là vui khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được cuộc sống giàu sang, đủ đầy, việc gì cũng thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, có thể làm nên sự nghiệp hít hách, đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa, có cơ hội trúng số, trúng thưởng, đổi đời như ý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, sự thật tuyệt vời. Tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, phát tài đổi đời, giàu sang phú quý, tiền tỷ về tay, vận may liên tục ập đến, giàu có tiếng nhất thiên hạ, đúng từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 thân mến, trong cuộc sống, ai cũng mong muốn có những thời khắc tuyệt vời, khi mà mọi điều tốt đẹp đều hội tụ, mang đến niềm vui và hạnh phúc vô tận. Đối với những người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, sự xuất hiện thời điểm vàng từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch này chính là cơ hội để đón nhận những điều may mắn và phước lành. Vậy, quý bản mệnh có tò mò muốn biết thời điểm vàng này sẽ mang lại những điều gì cho người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 thì đừng bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào của video này, vì những thông tin mà chúng tôi sắp chia sẻ sẽ giúp bản mệnh hiểu rõ hơn về vận trình của mình và tận dụng tối đa những cơ hội đang đến. Hãy cùng bắt đầu hành trình khám phá tử vi thời điểm vàng từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch của người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 ngay bây giờ nhé. Quý cô bác tuổi Đinh Mùi thân mến, người tuổi Đinh Mùi thường thành thực trung hậu và có hiểu biết rộng, đây còn là người có tinh thần chính nghĩa, không ngại khó khăn. Khi giúp đỡ mọi người, họ cũng sẵn sàng hy sinh lợi ích bản thân nếu cần thiết, và vì vậy, họ được nhiều người tin tưởng yêu mến. Bên cạnh đó, họ cũng là người rất có năng lực làm việc, nhưng họ không phải là người có tài ăn nói, họ cũng là người không thể giữ yên lặng trong thời gian dài. Trong video ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả đi tìm hiểu sự thật chỉ rõ về những dấu hiệu điềm lành đại phú của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Trong thời điểm vàng từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024 là như thế nào, cũng như các cách để chiêu gọi phong thủy lành đến với gia đình và bản thân con giáp này. Và đúng vào thời điểm vàng từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024 là thời điểm mà thần tài nhìn thấy rõ sự cố gắng của Đinh Mùi. Vận trình dưỡng phát bùng nổ từ đây, những ngày vất vả chờ tin tốt trước đó đã qua đi. Đây là lúc tuổi Đinh Mùi đón nhận thành quả. Nhờ sự nỗ lực của bản thân, bạn sẽ hạnh phúc vì nhận được nhiều tin vui liên quan đến tiền bạc và sự nghiệp. Sống một cuộc sống tuyệt vời và thịnh vượng, cầu gì cũng được, ước gì cũng thấy, nếu biết và tránh được một số tai ương sẽ nói sau đây. Với tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, người ta thường nói rằng từ suy nghĩ đến hiện thực là một hành trình đầy thách thức. Con dê của tuổi Đinh Mùi, hay còn gọi là dê vàng, dê hoàng kim, không chỉ tượng trưng cho sự cao quý mà còn cho sự dễ dàng trên đường đời, sự thông thái và thông minh. Những người tuổi này luôn mang trong mình nhiều ý tưởng, khát khao, Đinh Mùi muốn phát huy bản thân để đạt được vinh hoa, phú quý, không bao giờ chấp nhận một cuộc sống tầm thường. Họ ẩn chứa sự muốn bay bổng, thành công sớm và thành tựu nhanh, thậm chí họ luôn tin tưởng rằng mình là người đặc biệt, chỉ cần cố gắng sẽ đạt được điều mình mong muốn. Tuy nhiên, việc làm chủ bản thân lại là vấn đề mà Đinh Mùi thường vướng mắc. Sự mong muốn trải nghiệm bốn phương khiến họ thiếu sự rõ ràng trong định hướng tương lai. Tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 được gọi là thất quần chi dương, dê lạc đàn, mang trong mình những đặc điểm, tính cách và cuộc đời độc đáo. Những người tuổi này thường được miêu tả với sự hòa nhã, thông minh nhưng cũng đầy khát vọng và mong muốn khẳng định bản thân,
thông minh và sáng tạo. Người sinh Đinh Mùi thường có trí tuệ sắc bén và khả năng sáng tạo vượt trội. Họ luôn có những ý tưởng độc đáo và cách nhìn nhận vấn đề khác biệt. Nhân ái và hòa nhã, họ có tấm lòng nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Sự hòa nhã và khả năng giao tiếp tốt giúp họ dễ dàng tạo dựng các mối quan hệ tốt đẹp. Khát vọng và tham vọng, Đinh Mùi luôn khát khao thành công và không chấp nhận một cuộc sống tầm thường. Họ muốn khẳng định mình và đạt được vinh hoa phú quý. Họ thích sự tự do, thích trải nghiệm, khám phá những điều mới lạ. Điều này đôi khi làm họ thiếu định hướng rõ ràng trong cuộc sống. Luôn có tinh thần lạc quan, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, họ luôn giữ vững tinh thần lạc quan và tin tưởng vào khả năng của mình. Tuổi trẻ gian nan trong những năm tháng đầu đời, Đinh Mùi thường gặp nhiều khó khăn và thử thách, những sóng gió hoạn nạn đến bất ngờ. Chỉ nhằm thử thách lòng kiên định của họ, nếu vượt qua được họ sẽ đạt được những thành công lớn lao. Khi bước vào giai đoạn trung vận và hậu vận, cuộc sống của Đinh Mùi trở nên ổn định và phát triển mạnh mẽ hơn, tài lộc hanh thông, làm việc gì cũng thuận lợi. Dù đôi khi phải đối mặt với những khó khăn do yếu tố bên ngoài, nhưng nhờ sự bình tĩnh và khả năng tự chủ, họ vẫn có thể giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát. Tuổi Đinh Mùi mong muốn trải nghiệm bốn phương, khiến họ đôi khi mất định hướng rõ ràng. Tuy nhiên, họ luôn tìm cách để hòa hợp giữa sở thích cá nhân và mục tiêu cuộc sống. Xét tổng quan vận trình tử vi tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch. Từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch, có thể nói rằng chính là khoảng thời gian cực kỳ may mắn đối với người tuổi Đinh Mùi. Tuổi Đinh Mùi luôn cố gắng nỗ lực lại thêm sự giúp đỡ của quý nhân, nên việc nào cũng đạt được thành tích đáng mừng, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trên phương diện sự nghiệp do có tam hội và nguyệt lệnh quan đế nâng đỡ, Đinh Mùi xây dựng được quan hệ xã giao hài hòa, việc khó nào cũng có người giúp sức. Hãy đặt ra những mục tiêu, tham vọng cho mình và cố gắng hết sức, thì công lao của bạn sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Đinh Mùi sẽ khẳng định được vị thế trong tập thể. Trên phương diện tài lộc, tuổi Đinh Mùi có quan hệ khách hàng, đối tác rộng mở, nên làm việc gì cũng dễ dàng hơn nhiều. Nếu đã chuẩn bị đầy đủ các yếu tố nhân lực, vật lực, thì hãy tự tin vào bản thân và những quyết định của mình. Có thể bạn sẽ phải làm việc hơi vất vả một chút, song tiền chảy ào ào về túi sẽ khiến bạn cảm thấy những gì mình bỏ ra không uổng phí. Tuy nhiên, bản mệnh dễ bị ngoại cảnh tác động gây nên phiền muộn trong lòng, cần tâm sự, trò chuyện với nửa kia nhiều hơn để tháo gỡ khúc mắc. Bản mệnh có thể được đón nhiều tin vui trong nhà, chủ yếu là về hỷ sứ sự hoặc tài lộc. Về sức khỏe, tuổi Đinh Mùi cần lưu ý vấn đề ăn uống khoa học hợp vệ sinh, nếu không dễ ốm đau, mất tiền chạy chữa. Tiếp theo sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống, dành cho cả nam mệnh và nữ mệnh tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch. Đối với nam mệnh tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch. Xét về phương diện công danh sự nghiệp, người tuổi Đinh Mùi đang có cơ hội đón nhận nhiều tin vui trên phương diện sự nghiệp. Trong thời điểm này, cục diện tam hội và quan đới đang đem đến cho Đinh Mùi những cơ hội mà nhiều người mong muốn, nhưng không phải ai cũng có được. Đối với những người tham gia tuyển dụng, trong thời điểm này, Đinh Mùi có thể tự tin phát huy vốn hiểu biết của mình và tạo ấn tượng tốt đẹp với giám khảo hoặc nhà tuyển dụng. Hãy mạnh mẽ thỏa thuận một mức lương hoặc vị trí mong muốn, với khả năng được đáp ứng là rất cao. Đối với những người làm công ăn lương, Đinh Mùi có khả năng hợp tác tốt với đồng nghiệp, giúp công việc diễn ra nhanh chóng hơn dự kiến. Thậm chí Đinh Mùi còn có thể là người chỉ đường dẫn lối, truyền cảm hứng cho bạn bè và đồng nghiệp của mình. Những thành tích đạt được trong công việc có thể giúp Đinh Mùi thu hút sự chú ý của những người có ảnh hưởng. Đối tác có thể giới thiệu thêm cho Đinh Mùi nhiều cơ hội để bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng. Đinh Mùi nên khiêm tốn học hỏi và sẽ thu được những kiến thức hữu ích có giá trị cho sự nghiệp sau này. Tuy nhiên, theo tử vi từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch của tuổi Đinh Mùi cho thấy, hung tinh Thiên Cẩu vẫn còn rình rập và có thể mang đến những rắc rối cho Đinh Mùi. Để tránh nguy cơ này, Đinh Mùi nên tập trung vào nhiệm vụ của mình và tránh khoe khoang tỏ ra quá mạnh mẽ, tránh khiến kẻ xấu nổi lòng tham và có ý định hạ bệ danh tiếng hoặc cướp mất công lao của Đinh Mùi. Xét về phương diện tài lộc, phương diện tài lộc đang tỏa sáng rực rỡ và đem lại nhiều cơ hội cho Đinh Mùi. Dù đang hoạt động trong lĩnh vực nào, mọi người đều có thể kiếm được thu nhập ổn định, đủ để chi tiêu thoải mái và dư dả.
Đối với những người làm công ăn lương, sự cống hiến và nỗ lực của Đinh Mùi sẽ được công nhận và đền đáp xứng đáng. Một khoản thưởng hậu hĩnh có thể đang chờ đợi Đinh Mùi, thậm chí cấp trên còn có thể xem xét tăng lương cho Đinh Mùi. Đừng ngần ngại đề xuất việc tăng lương hoặc thăng chức. Nếu Đinh Mùi cảm thấy mình xứng đáng, sự xuất sắc của bạn sẽ không bỏ qua, bởi cấp trên muốn giữ chân những nhân viên giỏi như bạn. Đối với những người hoạt động trong lĩnh vực kinh tế, sự niềm nở và nhiệt tình của Đinh Mùi đã thu hút được một lượng lớn khách hàng bằng cách không ngừng cải tiến bản thân và điều chỉnh chiến lược kinh doanh. Đinh Mùi đã bắt kịp được xu hướng của thị trường. Sự hài lòng từ phía khách hàng khiến họ muốn quay lại và ủng hộ Đinh Mùi mỗi khi cần. Đặc biệt, từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch này, quý nhân xuất hiện có thể mở ra những cơ hội mới trong việc mở rộng quy mô đầu tư và kinh doanh. Mặc dù công việc có thể gặp phải nhiều thách thức, nhưng mỗi thành công nhỏ của Đinh Mùi là một bước tiến mới, luôn đầy động lực và quyết tâm. Tuy nhiên, thầy Tử Vi cũng nhắc nhở hung tinh Thiên Cẩu vẫn có thể gây ra những rắc rối nhỏ trên con đường tài chính của Đinh Mùi. Khi có số tiền dư giả trong tay, hãy thận trọng và không nên tin tưởng nghe theo lời dụ dỗ mua hàng từ những người không quen biết. Điều này có thể khiến Đinh Mùi mua phải những sản phẩm kém chất lượng, không như quảng cáo. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo. Theo tử vi, từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch của tuổi Đinh Mùi cho thấy, ánh sao các tinh tụ hội và phong thái tình cảm của người tuổi Đinh Mùi được thăng hoa, mở ra một thời kỳ bất ngờ may mắn. Niềm vui cho Đinh Mùi không ngừng lan tỏa, dành cho những ai đang sống độc thân. Việc biết rõ mình muốn điều gì giúp bạn tiết kiệm thời gian và năng lượng, không phải bận tâm với những mối quan hệ không phù hợp. Tính tình nhẹ nhàng và chu đáo của Đinh Mùi không chỉ thu hút sự quan tâm từ mọi phía, mà còn khiến nhiều người tự tin tiến đến gần Đinh Mùi. Một số Đinh Mùi có thể sẽ được bạn bè hoặc người thân giới thiệu với những người phù hợp. Tuy nhiên, quyết định tiếp tục gặp gỡ và trò chuyện với họ là của Đinh Mùi. Sự mở lòng và cởi mở có thể là chìa khóa mở ra những mối quan hệ bất ngờ và đầy ý nghĩa. Với những cặp đôi, trong thời điểm này là khoảng thời gian để cùng nhau trưởng thành hơn trong mối quan hệ. Kỹ năng lắng nghe, sự thông cảm và sẵn lòng tha thứ giúp hai người cùng vượt qua mọi khó khăn. Dù có những cuộc tranh cãi nhưng đó chỉ là phần không thể thiếu của sự gắn bó. Mỗi lần vượt qua, tình cảm của hai người càng trở nên sâu đậm và ý thức về giá trị của nhau càng được củng cố. Xét về phương diện sức khỏe. Trong bước chân của Đinh Mùi, ánh sáng ban mai chiếu sáng lối đi của người tuổi Đinh Mùi, mở ra một tháng mới đầy hứa hẹn và tiềm năng. Tinh thần hân hoan của họ tương phản rõ rệt với bức tranh toàn cảnh của Đinh Mùi, khiến cho mỗi hoạt động trong cuộc sống trở nên phấn khích và đầy năng lượng. Tận hưởng không khí trong lành, người tuổi Đinh Mùi được ban cho một tình hình sức khỏe ổn định. Từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch này, tâm hồn hồi hộp với cơ thể tạo nên một cảm giác hòa mình với tự nhiên, khiến cho mỗi ngày trôi qua trở nên rạng ngời và đầy ý nghĩa. Tình hình sức khỏe của người tuổi Đinh Mùi từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch này không hề có gì đáng lo ngại, với thể trạng tốt và tinh thần lạc quan. Đinh Mùi có thể thực hiện công việc một cách hiệu quả, đạt được kết quả như mong muốn. Dù cuộc sống bận rộn, Đinh Mùi cũng không nên quên đi giá trị của việc nghỉ ngơi và duy trì một lối sống lành mạnh. Việc duy trì thói quen ăn uống cân đối, đủ giấc ngủ và thường xuyên tập thể dục thể thao sẽ giúp Đinh Mùi giữ được tinh thần sảng khoái và sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức. Những khoảnh khắc dành cho bản thân để thư giãn và tái tạo năng lượng không chỉ là cách để tái tạo sức khỏe mà còn là cơ hội để tinh thần trở nên sảng khoái và sáng sủa. Việc này cũng giúp Đinh Mùi duy trì được tinh thần tỉnh táo và sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách mà cuộc sống đặt ra. Đối với nữ mệnh tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch. Căn cứ tử vi từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch của tuổi Đinh Mùi có thể thấy rằng, thời điểm này sẽ đem lại cho tuổi Đinh Mùi nữ mệnh một loạt những cơ và may mắn ở mọi khía cạnh của cuộc sống. Trong lĩnh vực công việc sẽ diễn ra một cách suôn sẻ và thuận lợi hơn bao giờ hết. Nhờ vào sự tự tin từ kiến thức và kinh nghiệm tích lũy, Đinh Mùi luôn có khả năng ra quyết định đúng đắn. Không chỉ giúp sự nghiệp cá nhân mà còn là nguồn cảm hứng, lời khuyên có giá trị cho mọi người xung quanh. Trong lĩnh vực kinh tế, Đinh Mùi đã khẳng định được vị thế của mình và duy trì một lượng khách hàng ổn định. Thậm chí có cơ hội gặp gỡ những người quan trọng, mở ra những cơ hội hợp tác mới mang lại lợi nhuận lớn. Gia đình Đinh Mùi duy trì một bầu không khí hòa thuận và ấm áp, tình cảm và sự quan tâm giữa vợ chồng ngày càng sâu đậm và khi thời gian trôi qua. Mối quan hệ này càng trở nên thêm thiết thực,
Mặc dù có những lo lắng về con cái, nhưng Đinh Mùi luôn biết cách giải quyết mọi tình huống. Sức khỏe của Đinh Mùi trong thời điểm này tốt, và bất kỳ tình trạng đau ốm nào cũng chỉ là vấn đề nhỏ. Tuy nhiên, hãy cẩn thận khi di chuyển trên đường sông nước để tránh gặp phải những tai nạn không mong muốn. Tiếp theo sẽ là vận trình tử vi chi tiết trong 4 ngày 1 cùng cẩm nang dượng vận của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch. Tử vi từ ngày mùng 8 đến ngày 11 tháng 7 âm lịch của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Bách diệt xuất hiện, người tuổi Đinh Mùi gặp nhiều may mắn trên phương diện tình cảm, đào hoa nở rộ, con giáp này có thể gặp gỡ và làm quen được với nhiều người. Trong đó có không ít đối tượng khác phái tiềm năng, đây chính là cơ hội cho những Đinh Mùi còn độc thân tìm cho mình người tâm đầu ý hợp. Thời điểm những ngày này có thể vì yêu cầu công việc mà tuổi Đinh Mùi sẽ phải đi lại khá nhiều, cũng một phần là do bản mệnh chủ động muốn vậy. Tuy nhiên, không cần phải lo lắng quá nhiều, vì những chuyến đi của bạn đều an toàn và có cả may mắn về tài lộc, bản mệnh càng năng nổ thì càng dễ gặt hái thành tích. Nếu chuyến đi này là vì công việc hoặc phải đi công tác, thì bạn nên chọn thời điểm xuất hành vào cuối ngày này sẽ tốt hơn, do thời điểm này có nhiều các tinh hội tụ sẽ may mắn hơn nhiều. Đầu thời điểm ngày này không đến nỗi xui xẻo, nhưng vẫn có hung tinh rình rập, làm gì cũng phải phụ thuộc nhiều vào yếu tố thiên thời địa lợi. Đường tài lộc khá thăng trầm, khó bể đoán định, tuổi Đinh Mùi có nhiều cơ hội kiếm tiền, nhưng tiền vừa vào túi đã có việc phải dùng đến, nên không tích lũy được nhiều cho bản thân. Việc làm ăn có chút chững lại, nhưng Đinh Mùi cũng không nên sốt ruột mà hành động nóng vội. Quý nhân là tuổi Hợi và tuổi Mão, tiểu nhân là tuổi Tuất và tuổi Thân. Màu sắc may mắn nâu, vàng. Con số may mắn 74, 39, 21. Tử vi từ ngày 12 đến rằm tháng 7 âm lịch của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Thành công đang gõ cửa nhà tuổi Đinh Mùi. Khi những ngày này bạn được thiên đức trợ mệnh, chẳng cần đi đâu xa làm điều gì quá lớn lao hay phải lao mình vào những công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn lâu dài, Đinh Mùi vẫn sẽ thành công theo cách riêng của mình, thành tích sẽ vô cùng đáng nể. Công việc có quý nhân giúp sức, nên dù gặp phải không ít khó khăn, thì sau cùng Đinh Mùi vẫn hóa giải được hung hiểm, hoàn thành được mục tiêu đã đề ra. Ngoài ra, con giáp này cũng phát huy được những tiềm năng còn chưa khai phá của mình, xác định được hướng đi mới trong tương lai, tình hình tài chính cũng từ đây mà có chuyển biến tích cực. Ngoài nguồn thu từ công việc chính, thì tuổi Đinh Mùi còn có thu nhập từ việc kinh doanh, buôn bán càng thành công, Đinh Mùi càng muốn dấn thân nhiều hơn vào công việc và ra sức cống hiến cho xã hội. Nhân duyên trong những ngày này có phần khởi sắc, nhưng chưa rõ rệt, không phải là không có đối tượng nào, mà do bạn chưa có nhiều cảm xúc nên thái độ vẫn khá dửng dưng. Thế nhưng, khi gặp được rồi thì đừng cân đo đong đếm quá nhiều, vì không dễ dàng gì mới gặp được người có duyên nợ với mình. Quý nhân là tuổi Mão và tuổi Dậu, tiểu nhân là Thìn và tuổi Tuất. Màu sắc may mắn trắng, xanh. Con số may mắn 03, 22, 86. Cảnh báo đến bản mệnh tuổi Đinh Mùi về ba hiểm họa cần tránh và cách hóa giải từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch. Một là tiểu nhân lợi dụng từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch này, tuổi Đinh Mùi không gặp nhiều khó khăn trong công việc. Tuy nhiên, Đinh Mùi cũng có thể vướng vào rắc rối, do bị tiểu nhân không ngừng quấy phá, con giáp này cần phải cẩn trọng khi kết giao các mối quan hệ mới, cẩn thận kẻo bị lợi dụng, dùng chính bạn làm bàn đạp để đối phương thăng tiến. Đừng vội tin lời người khác, mà bản thân cần phải có chính kiến, nếu không chỉ cần một phút sai lầm sẽ dẫn đến những hành động sai lầm cùng hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Ngoài ra, chính con giáp này cũng sẽ phải quyết đoán hơn, tự mình đưa ra lựa chọn, chứ không thể mãi dựa dẫm vào người khác. Bởi sự do dự chần chừ có thể khiến Đinh Mùi đánh mất nhiều cơ hội để nâng cao vị thế cho mình, hay là tiểu nhân phá hoại công việc. Từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch, đường công danh sự nghiệp của tuổi Đinh Mùi khá tốt, bản mệnh vẫn có thể đạt được mục tiêu của mình. Dù tình hình luôn có những biến động không ngừng, có điều điềm báo tử vi thắng cho thấy tiểu nhân đã cho Đinh Mùi vào tầm ngắm, và con giáp này dễ gặp phải những sự cố bất ngờ, những phiền phức, rắc rối khó lường do tiểu nhân bày mưu tính kế Đinh Mùi. Bỏ ra nhiều công sức làm việc nhưng chưa chắc đã đạt được thành quả cuối cùng, do kẻ tiểu nhân kia tìm cách âm thầm phá hoại hết lần này đến lần khác. Ngoài ra, sự an phận sẽ khiến Đinh Mùi khó có ý chí để tiến bước, tự hài lòng với những gì mình đang có mà không muốn tiếp tục cố gắng,
vô tình lại rơi vào cảnh tụt hậu. Ba là mệt mỏi, ốm yếu. Sức khỏe của những người tuổi Đinh Mùi trong thời gian tới không được tốt. Bạn chịu nhiều áp lực từ công việc, tiền bạc cho đến tình cảm đều không được như ý. Lo lắng, căng thẳng trong thời gian dài có thể khiến cho người khỏe mạnh cũng sinh bệnh. Bản mệnh cần phải học cách để giải tỏa áp lực và suy nghĩ tích cực hơn, nếu không muốn bệnh tật đeo bám mình. Quý khán giả thân mến, bí quyết cải mệnh tuổi Đinh Mùi trong thời điểm này, nhân quả báo ứng không chỉ là quan niệm nền tảng của Phật giáo, mà còn là tư tưởng xuyên suốt trong các nền văn hóa Á Đông. Giáo lý nhà Phật giảng rằng, gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Nhân gian cũng có câu, thiện ác sau cùng đều báo ứng, chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Đây cũng chính là nói hành thiện sẽ đắc được thiện báo, hành ác thì sẽ gặp phải ác báo. Cho dù bạn là ai, khi dùng thiện tâm để đối đãi với người khác, bạn sẽ nhận được hồi báo hậu hĩnh trong những việc làm thiện ấy. Thiện tâm chỉ ở trong một niệm, nhưng thiện quả mà thiện tâm kết được lại có mùi hương thơm ngát, lan ra đến nghìn dặm, khiến ai nấy cũng đều mong muốn có được một hạt giống gieo xuống đất. Người gieo trồng sẽ nếm được mùi vị ngọt thơm của quả chín trong mùa thu hoạch. Khi chúng ta thắp sáng một ngọn đèn nơi nhân thế mịt mùng, ngọn đèn đó cũng đồng thời chiếu sáng bản thân ta. Dù cho cuộc đời tràn đầy gió thảm mưa sầu, thì thiện lương trong tâm ta sẽ giống như ánh mặt trời xuyên qua nỗi đau sưởi ấm những trái tim. Hãy để mỗi bước chân trên đường đời mang theo tình yêu thương thiện đãi với hết thảy mọi người, sống đẹp từng mỗi phút giây, để tâm hồn từ đây có được một bến cảng bình thản, an vui. Quý khán giả thân mến, tiếp theo đây là cách giải xui chuẩn phong thủy cực dễ làm trước rằm tháng 7 âm lịch để đón may mắn và tài lộc. Dọn dẹp nhà cửa. Một không gian nhà ổn định và gọn gàng sẽ giúp năng lượng tích cực dễ dàng lưu thông, trong khi một ngôi nhà lộn xộn có thể tạo ra cảm giác rằng mọi thứ đang đi không đúng hướng. Để biến đổi tình hình này, hãy bắt đầu bằng việc làm sạch và sắp xếp những thứ xung quanh bạn, loại bỏ những đồ không còn giá trị hoặc không cần thiết. Tiếp theo hãy dành thời gian lau chùi nhà cửa, loại bỏ bụi bẩn và mạng nhện, xem xét việc tái cấu trúc, bố trí đồ đạc theo nguyên tắc phong thủy, để tối ưu hóa luồng năng lượng và cuối cùng, một lớp sơn mới sẽ làm tươi mới và tái sinh không gian sống của bạn, đem tỏi theo bên mình. Tỏi không chỉ là một gia vị phổ biến trong bữa ăn hàng ngày, mà còn được coi là một vật phẩm trừ tà. Nhiều người tin rằng, mùi đặc trưng của tỏi có khả năng đẩy lùi năng lượng xấu. Trong nhiều bộ phim từ Trung Quốc đến Việt Nam, tỏi thường xuất hiện như một biện pháp chống lại ma quỷ. Trên thực tế, tỏi được cho là có khả năng loại bỏ tà khí, tránh ra vận xui, cân đối năng lượng âm dương và mang lại sự may mắn cho người sử dụng. Để tận dụng hiệu quả của tỏi trong việc trừ tà, bạn chỉ cần sử dụng phần lõi một lượng tỏi nhỏ đặt trong túi và mang theo bên mình đã có thể giúp bạn bảo vệ mình khỏi năng lượng tiêu cực. Treo gương bát quái. Việc sử dụng gương bát quái trong việc trừ tà và xả xui đã trở thành phương pháp phong thủy được nhiều người áp dụng. Gương này được cho là có sức mạnh phản chiếu và đẩy lùi năng lượng tiêu cực cũng như các thế lực bất lợi, tùy thuộc vào dạng của gương lồi lõm hay phẳng mà có cách treo đặc trưng. Không chỉ vậy, việc lựa chọn gương bát quái cũng cần phải tương thích với tuổi và hướng nhà của chủ nhân, nên đặt gương này ở vị trí trên cửa chính hoặc cửa sổ đối diện với ngoại thất. Khi tiến hành treo, nên tiến hành lễ với thổ địa và đọc lời cầu nguyện. Đốt trầm. Trầm hương là biểu tượng truyền thống của Phật giáo và phong thủy. Khi cháy, trầm hương phát ra một hương thơm dễ chịu và tinh khiết, thể hiện sự hòa quyện giữa trời và đất, còn được mô tả như là mùi vị của Niết Bàn. Khi bạn thắp trầm hương trong nhà, không gian sẽ trở nên thanh lọc, loại bỏ các năng lượng tiêu cực và giảm thiểu rủi ro, xui xẻo. Hơn nữa, hương trầm khiến tâm hồn con người trở nên thanh thoát và yên bình, như thể tìm thấy sự giác ngộ nội tâm. Sử dụng muối. Từ xưa có quan niệm rằng, đầu năm mua muối, cuối năm mua dôi, qua cầu này mới được coi là biểu tượng của sự may mắn, sự bình yên và khả năng trừ tà, loại bỏ năng lượng tiêu cực. Rất nhiều người áp dụng việc sử dụng muối như một biện pháp xua xui. Điểm thuận tiện là hầu như mỗi gia đình đều có muối, nên việc áp dụng phương pháp này trở nên dễ dàng. Bạn có thể thử giải muối ở ngưỡng cửa hoặc phía trước sân để ngăn chặn năng lượng không tốt. Thậm chí sắc muối xung quanh khu vực giường ngủ hay cửa phòng cũng là một cách được nhiều người lựa chọn. Quý vị thân mến, trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024 của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Chương trình xin được tạm dừng tại đây.
Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.